Kính chào các bạn, con chị các bạn đang nghe xem kênh thì sáng hôm nay, sáng sớm hôm nay là chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ 3 tình với thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng cập nhật mới nhất vào buổi sáng hôm nay tại khu vực miền Tây, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khu vực Bình Thuận, cháu yêu con của chị các bạn cùng mình tham khảo. Thì ngoài cập nhật thành với thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả một số loại nông sản khác trên kênh kính thưa quý bà con, quý chị các bạn, thì tình giá thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền tây và khu vực bình thuận thì trong thời gian khoảng một hai ngày trở ra đây, giá thanh long ruột đỏ đang có chiều hướng đang tăng trở lại, còn thanh long ruột trắng thì đang có chiều hướng giảm nhẹ. Nói chung thì thanh long ruột đỏ đang có chiều hướng đang tăng, còn thanh long ruột trắng thì đang có biến động giảm nhẹ. Hy vọng là trong thời gian sắp tới thì giá sẽ tăng thật là mạnh trở lại. Thanh long ruột đỏ tại khu vực miền tây thì lộ một cho động từ 20 đến 22 ngàn ở hai giai đồng từ 15 đến 17 ngàn ở 3 giai đồng mức từ 12 ngàn thanh long ruột đỏ hiện nay tại khu vực miền tây thì hàng dạt đang giai động mức từ 7 đến 8 ngàn đây là hình giá thanh long ruột đỏ tại khu vực miền tây giá này là giá cập nhật tại dựa còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2 000 đến 3 000 đầu ký tùy theo từng nơi tùy theo từng khu vực tiếp theo là tình giá thanh long ruột cuộc trắng thanh long ruột trắng hiện nay thì ở khu vực miền tây thanh long ruột trắng hàng đẹp dao động từ 12 đến 13 ngàn thanh long Bục trắng hàng hàng sàn dao động từ 10 đến 12 ngàn hàng giạt dao động từ 4 đến 5 ngàn cái thanh long ruột trắng đang giảm so với những ngày trước ở khu vực bình thuận thì thanh long ruột trắng bò đẹp dao động từ 13 12 ngàn 13 ngàn 14 ngàn bò sàn từ 11 ngàn 12 ngàn 13 ngàn hàng giạt của thanh long ruột trắng ở khu vực bình thuận thì dao động mức từ 4 đến từ 4 đến 5 ngàn đây là tình giá thanh long cuộc trắng tại khu vực Bình Thận. Giá này là giá cập nhật tại dựa, còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn. Từ 2 đến 3 ngàn. Tiếp theo là tình giá thanh long cuộc đỏ. Thanh long cuộc đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thận thì lợi 1 dao động từ 20 đến 22 ngàn. Loại 2 dao động từ 15 đến 17 ngàn, còn loại 3 dao động từ 12 ngàn. Thanh long cuộc đỏ ở khu vực Bình Thận hiện nay thì hàng giá dao động từ 7 đến 8 ngàn. Thì tạm thời cập nhật giá buổi sáng, nếu như buổi trưa, buổi chiều có thay đổi mạnh thì mình sẽ làm thêm. Hiện nay thì giá thanh long đỏ thì đang có chiều hướng đang tăng. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc người con, quý chị các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.